Đây, chiếc đồng hồ 12.03 bản nhạc. Đầu tiên nghe bản Summit. Bản nhạc này có thể là gọi là bản Summit hay là bản Thánh Peter đều được. Sau đây chuyển sang bản Westminster. Vân gỗ lưu toàn đẹp toàn bộ luôn, toàn bộ phần cánh cửa này cũng là gỗ lưu luôn, rất đẹp đấy, gỗ bắn. Quan trọng là con này mặt rất sáng, mặt gần như không có tì vết luôn. Bản nhạc số 3 là đánh theo bính bính bong, đơn giản thôi. Rất đơn giản mà, không có gì cả. Cho người nghe ít nhạc, bản này suốt rồi. Bản này suốt. Kìa, quá zin. Tất cả con này zin toàn tập luôn, máy to, khủng bố luôn. Ok.